Sao còn chưa ngủ? Không ngủ được. Mất ngủ vì phụ nữ là không đáng đâu nha. Chuyện này khác nha. Dạng phụ nữ như Kate không phải dạng vừa đâu. Dù sao cô cũng là người trong ngành luật, không dám làm gì đâu, đừng có lo hả? Cụ tuyên bố sẽ theo đuổi xem cho bằng được rồi đó. Như vậy thì sao chứ? Nếu cổ là đàn ông tuyên bố đuổi theo xem cho bằng được thì còn nói. Nhưng đàn bà hơi đâu mà lo. Đàn ông thì nở rồi, không thích xem sẽ tránh. Nhưng đây là phụ nữ, xem còn coi cổ là tri kỷ nữa. Nghĩ nhiều quá, cậu cứ để cho họ làm bạn bè đi. Như cô bạn này mang dương tính hả? Ê, có sao đâu, tìm cách thôi. Nói thì dễ. Là đồng tính hay đồng gì đó thì cũng chỉ là phụ nữ thôi. Rồi sao nữa? Sử dụng mỹ nam kế là sở trường của cậu mà, thử cách đó đi. Cậu đang nói giỡn hay nói chơi vậy? Theo tôi thấy, cậu chỉ còn con đường duy nhất, ráng giữ cổ thật chắc bên mình, đúng không? Mấy người có tình ý giúp tôi hay không đây? Giúp thì giúp. No bụng rồi, không muốn giúp cậu nữa. No rồi. No rồi. Thưa bác sĩ, là một bác sĩ về khoa tâm lý học, sau khi đã chẩn đoán thân chủ của tôi rồi, bác sĩ đã có kết luận gì? Tôi đã chứng minh được anh Lưu Vĩnh Tường mắc chứng bệnh đa nhân cách. Bằng cách nào mà ông có được kết luận này? Trước hết tôi xin được giải thích, chứng bệnh đa nhân cách này có chút khác biệt với chứng bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần rất dễ nhận biết triệu chứng, còn bệnh đa nhân cách thì phải cần một thời gian để quan sát bệnh nhân, sau đó đưa ra chẩn đoán, rồi mới chọn lọc ra được kết luận. Nguyên nhân nào mà bị cáo nhiễm phải chứng đa nhân cách này? Tôi đã đọc hồ sơ của bị cáo. Ba ruột của bị cáo là người nghiện ngập, má ruột thì làm nghề đi khách. Lúc bị cáo lên 5 tuổi thì anh ruột của bị cáo có tên là Đàm Thiệu Lương mắc bệnh viêm màng não cấp tính. Gia đình không có khả năng chữa trị nên mất ngay sau đó. Ba má bị cáo rất thiếu trách nhiệm. Năm bị cáo 7 tuổi, họ đã bỏ rơi bị cáo, gây ra một vết thương tâm lý nặng nề. Bất hạnh của bản thân đã khiến bị cáo mắc bệnh này. Thời gian sau bị cáo được gia đình họ Lưu nhận về nuôi. Lớn hơn một chút, bị cáo cũng mắc phải căn bệnh viêm màng não, nhưng cuối cùng đã chữa được hết bệnh. Có điều những sự việc năm 7 tuổi bị cáo đã quên hoàn toàn. Những ký ức đã bị mất, được chuyển giao cho một cá tính khác mang danh Đàm Thiệu Lương để bảo vệ cho Lưu Vĩnh Tường. Tính nết của Đàm Thiệu Lương hơi nóng nảy, luôn cho rằng có người muốn hãm hại Lưu Vĩnh Tường. Để bảo vệ cho Lưu Vĩnh Tường, Đàm Thiệu Lương thường xuất hiện trong chớp mắt. Sau đó hắn đã thực hiện những hành vi mà từ ngày Lưu Vĩnh Tường không dám nghĩ tới. Người mắc phải chứng bệnh đa nhân cách còn có đặc điểm gì khác? Người bị mắc chứng bệnh đa nhân cách chứa đựng nhiều tính cách cực đoan khác nhau, có thể quán đổi qua lại. Một người hiền lành cũng có thể trở thành tàn ác. Bị cáo chính là minh chứng của căn bệnh này. Xin ông có thể cho chúng tôi biết bị cáo có biết sự tồn tại của nhân cách kia không? Theo lý thì không biết, vì khi hai tính cách quán đổi cho nhau sẽ xuất hiện tình trạng bị mất trí nhớ tạm thời. Tức là muốn nói, nếu một trong hai tính cách thực hiện hành vi giết người thì tính cách còn lại hoàn toàn không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng vậy. Tuy cùng tồn tại trong một chủ thể, nhưng mỗi tính cách đều có cá tính và cái tôi riêng. Thái độ với người và vật của từng nhân cách cũng rất khác nhau. Vậy có thể coi như là cả hai người cùng mắc chứng bệnh đa nhân cách này hay không? Có thể. Vậy tôi có thể giả thiết, việc cầm dao đi giết người, Lưu Vĩnh Tường không hề hay biết, mà là do tính cách khác, mang danh là Đàm Thiệu Lương, nắm tay Lưu Vĩnh Tường đi giết người. Có thể. Cảm ơn ông. Thưa quý tòa, tôi không còn gì để hỏi. Thưa quý tòa, tôi không còn gì để hỏi. Hai bên luật sư, sau khi đưa ra tất cả nhân chứng, vật chứng, vợ bên không có thể bắt đầu trình bày kết án. Thưa quý tòa, các vị bồi thẩm viên, thực chất đây là một vụ án mang tính chất giả mang, giết người liên hoàn. Tổng cộng 17 mạng người của ba gia đình đều đã chết dưới tay bị cáo. Bị cáo bởi vì chỉ muốn thỏa mãn sự điên cuồng của mình đã ra tay giết hại 17 mạng người bằng phương thức rất là tàn bạo.
hắn lên kế hoạch hành động từ trước, tính toán tiếp cận mục tiêu, tìm hiểu nếp sống của họ, sau đó lợi dụng lòng thương hại của mọi người đối với hoàn cảnh cô nhi của mình để tới nhà của những nạn nhân, sau đó giết từng người một. Tuy là bên biện đã đưa ra vấn đề đa nhân cách để giải thích hành động giết người vô tội không hoàn toàn do bị cáo làm, song ở trên pháp luật chỉ có thể dựa vào sự việc và con người cụ thể để lý giải. Tôi muốn nói là chúng ta đã là con người đều phải gánh lấy trách nhiệm và hậu quả về những việc mình đã làm. Bên biện bào chữa bằng cách đem việc một người mất kiểm soát bị một người khác nắm lấy tay để giải thích hành vi giết người giả ma của mình. Nhưng nếu đúng như sự thật mà bên biện nêu ra thì vụ án dính líu tới hai tính cách. Một là bị mất đi kiểm soát, và tính cách còn lại đã nắm lấy tay người vừa nêu để hành hung. Nhưng bị cáo nằm trong vụ án từ đầu tới giờ chỉ là một người, tức có thể nói là một người có cá tính đã gây ra tất cả những hành vi hung tàn. Cho nên bị cáo tuyệt đối phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều mình đã làm. Tôi khẩn xin các vị bồi thẩm viên đưa ra phán quyết bị cáo Lưu Vĩnh Tường tội danh mưu sát thành lập. Cảm ơn. Mời luật sư bên biện bắt đầu trình bày kết án. Thưa quý tòa, các vị bộ thẩm viên, vụ án này thực sự là có mang tính chất giả mang, giết người không gớm tay. Nhưng mà tôi muốn các vị hiểu rõ, thân chủ của tôi, tức là bị cáo của vụ án này, thực ra cũng là một trong số những người bị hại. Trong quá trình hành hung, thân chủ của tôi không hề biết tất cả việc làm của mình, vì bị cáo đã bị một tính cách khác điều khiển. Khi cảnh sát tới bắt bị cáo không những không bỏ trốn, không chống lại, mà còn đồng ý hợp tác với cảnh sát. Cho nên điều thân chủ tôi đang cần là sự công bằng và một phương pháp điều trị khoa học. Cho nên tôi khẩn xin các vị bồi thẩm viên cho thân chủ của tôi nhận được sự khoan hồng. Tôi rất mong muốn các vị phán quyết tội mưu sát không thành lập. Cảm ơn. Bồi thẩm đoàn, các vị có kết quả chưa? Thưa quý tòa, chúng tôi nhất trí phán quyết bị cáo Lưu Vĩnh Tường phạm tội mưu sát thành lập. Vẫn khỏe chứ? Vẫn vậy. Giờ tôi đang liên hệ với viện kiểm sát, hy vọng có thể giúp anh chống án. Tôi thấy là không cần thiết. Tôi thấy tòa phán vậy là hợp lý rồi. Ở lại trong này coi vậy chứ cũng tốt. Tuy là tôi không biết tại sao lại thành ra như vậy, nhưng mà phải chấp nhận sự thật. Có điều nghĩ hoài mà vẫn không hiểu. Nghĩ không được thì đừng nghĩ nữa, vậy thoải mái hơn. Thì phải vậy thôi, biết sao giờ. Nghĩ được vậy thì tốt. Nghĩ hoài mà vẫn không hiểu. Nhưng mà giờ tôi muốn biết cá tính khác của tôi là sao. Nếu có dịp tôi sẽ gửi thư giải thích cho anh. Vào đi. Đi được chưa? Sao lại là anh? Muốn cùng em đi ăn cơm thôi. Nhưng em có hẹn mất rồi. Lại là két hả? Nếu không ngại thì mình đi chung luôn ha. Đoán coi anh có đồng ý không? Không thích đoán, vì anh nhất định phải đi. Sao anh cứ có thành kiến với cổ hoài vậy? Anh không là bạn thân của em đó. Làm anh ơn. Không có thành làm kiến. Anh không có. Anh à, đừng có trưng bộ mặt đó ra nữa. Bữa nay Cách còn đi chung với dì của cổ. Dì sao? Cổ ghê thiệt, trẻ không tha và không bỏ. Em đừng có tin người ấy là gì. Đó là cách xưng hô của cổ đánh lạc hướng mọi người thôi. Anh đừng có xỉa xói nữa có được không?
Biết vậy để anh ở nhà dắt đi làm xấu mặt ban đại diện quá. Bây giờ anh có muốn trốn cũng trốn không kịp nữa. Chào dì, đây là Michelle, còn đây là dì của Kate. Chào dì. Xin chào, tôi tưởng anh sẽ không tới chứ. Để cô phải thất vọng. Liên quan gì tới tôi chỉ muốn gặp Sam thôi mà. Ngồi chưa ấm chỗ đã như chó với mèo rồi, mau chọn món gì ăn đi. Dì à, chút nữa ăn xong nhớ uống tách cà phê nha, cà phê ở đây thơm lắm đó. Dì à, tôi không thích cà phê lắm, Kate nó thích hơn, chút nữa uống thử cho biết nha. Coi bộ sở thích của chúng ta cũng giống nhau quá ha. Tôi thích uống cà phê pha chút nước chanh muối, bộ cô cũng thích đó sao? Có hả, sao em không biết vậy? Nghe có vẻ ngon đó, nếu có anh cùng uống chung, vậy tôi sẽ tiếp tới cùng, mất mát gì đâu, có phải không? Em ăn gì? Hai người đã nghĩ ra ăn món gì chưa? Không cần lo cho tôi. Thôi cứ mặc kệ họ, cô cháu mình gọi đồ trước. Làm ơn. Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Em có cảm thấy dì của Kate nhìn rất là quen không? Bộ anh không coi phim truyền hình hả? Bà chính là Boro đó sao? Tên thật là Diệp Sảo Minh. Bà trước đây là diễn viên hài mà. Coi như anh cũng có chút kiến thức rồi đó. Làm gì anh ngốc lắm vậy? Hình như bây giờ bà chuyển sang kinh doanh rồi. Đúng đó, anh biết không, bao nhiêu người qua đại lục làm ăn đều thất bại hết trơn, nhưng bà lại tiếp hoài không hết đối tác luôn đó. Nè, có chuyện đi xa rồi đó. Anh nghe nói bà là một cô nhi không ai thân thích, sao là gì của Kate được? Bộ anh tưởng bà là gì của Kate thiệt sao? Chứ là gì? Là mẹ kế. Có một người mẹ như vậy cũng thú vị ha. Nè, em hỏi giùm anh coi bà có nhận thêm con nuôi không. Dì coi được chưa? À, được. Nếu dì là con khi đã ghét người đó rồi thì không để cho người đó biết đâu. Bộ ghét một người phải khổ tâm vậy sao? Đồng thời khi yêu một người cũng khổ tâm vậy đó. Dựa vào quan hệ của con với Sam, lẽ nào con không hiểu điều đó? Vậy thì sao? Con giả bộ không hiểu lời dì nói sao? Con thấy dì quan tâm bạn con còn nhiều hơn là con đó. Tuổi dậu của con cũng không còn nhỏ nữa đâu. Tới bao giờ con mới chịu nghiêm túc tìm một người đàn ông để tìm hiểu đây? Biết đâu con không thích đàn ông thì sao? Dì tự lo trước đi. Lần nào nhắc tới chuyện này con cũng đều như vậy hết đó. Con đừng quên thứ tư tuần này hẹn với John đó. Con nhớ rồi. Nè, năm nay dì không có thời gian cùng con tới thăm mộ má con. Nhưng mà con cũng không mượn cớ nhiều việc mà quên đó. Dì chưa gặp má con bao giờ, sao ngày dỗ nào dì cũng nhớ hết vậy? Thì sao? Con thấy dì vậy mà không thấy. Thế làm vậy coi sao nữa. Trời, giờ mang gái ra mắt thì phải thông báo trước tiếng chứ. Mình đâu có chuẩn bị để tiếp thêm một người nữa đâu chứ. Đúng đó Huy à, làm vậy không có được đâu. Không tiếp chứ gì, vậy tôi về. Nè, tôi chưa nói hết mà. Ý của tôi muốn nói, nếu cậu đi chung với bạn gái không ôm eo thì cũng phải nắm tay chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi tình cảm của hai người đã tới mức quên ăn quên ngủ, chuyện tay nắm tay chắc cũng thường rồi đúng không? Thấy vui lắm hả? Tôi ngồi được chưa? Mời ngồi đi chị. Ngồi đi. Cho tôi ly cam giác. Một ly cam giác, một ly bia, cảm ơn. Thấy Huy nhà mình có nơi có chốn mà mình cũng yên tâm. Nếu mà cậu ngưỡng mộ thì cậu cũng kiếm một cô bạn gái đi, nhớ là phải có chút đứng đắn đó nha. Hoặc là kiếm một cô vợ ngoan ngoãn hiền lành cũng được đó nha. Tôi có mà. Lần nào cũng móc tiền trả đổi, cậu nghĩ là của cậu sao? Cậu tưởng tôi thích vậy hả? Không trả tiền đâu có bạn gái, đúng không?
Nè, cô kia có được không vậy? Thấy rồi, cô gái này không thể thoát khỏi mắt tôi. Chà, nhìn cũng được quá ha. Cao cao ốm ốm, ưng rồi đó nghe. Dáng đẹp mặt đẹp cũng đâu có liên quan gì tới cậu chứ. Ưng rồi, mau ra làm quen đi. Ơ, gì vậy? Bị bắt gặp rồi hả? Đâu có, cô đang tới nè, kìa. Còn mỉm cười với mình nữa, có hy vọng đâu đó. Chút đi. Jenny, thật đúng lúc. Em cũng đi uống nước với mấy người bạn thôi. Cô đây chắc là... Chị tên Amy, anh Ben. Chào. Chào, Raymond. Chào. Chào, Michael. Tôi là Michael. Chào. Tôi là chủ Văn Bân, rất vui được gặp cô. Chào. Chị không làm phiền em nữa mà chị đang chờ. Dạ, tạm biệt. Bữa nào gặp lại nha. Sao không nghe cô nhắc ở nhà có một người chị? Chị cô làm nghề gì? Chị thiết kế thời trang. Chà, người này nghệ thuật quá à. Có bạn trai chưa? Cần gì phải hỏi chứ, tất nhiên là có rồi. Nói cũng phải ha. Không biết còn nhận đơn không ha. Cứ tiến tới mà hỏi đi. Nè, Ben à, tôi chưa có vợ, nhường cho tôi đi được không? Cậu có muốn tôi mét với Nhược Quy không? Hey, để hôm nào mình hẹn, cả đám mình đi chơi, giao lưu làm quen nhau. Hay là đi xe đạp cũng được. Còn nữa, thả diều nữa. Muốn tôi mét Nhược Quy không? Nè, tôi nói lại nghe, nếu như lần sau gặp cô mà không thấy chị ấy đi cùng thì không để cho Raymond gặp cô nữa đâu. Được thôi. Hay là vậy cũng được. Nếu như lần sau Raymond hẹn cô đi chơi, nhớ kêu chị Amy đi theo luôn. Hả? Họ nói giỡn thôi, cứ mặc kệ họ đi. Tôi ép cậu sao? Tôi ép cậu hả? Ủa Quy, cậu thấy bạn gái gì tới nhà sao? Ủa Quy, qua đây. Yeah, tôi đang đi qua đây. Ngồi xuống. Đẹp trai thiệt. Ngồi xuống. Đừng để tôi đoán trúng tâm lý của mấy cậu nha. Nè, có hẹn được chị Jenny chưa? Ăn uống xong có rủ bạn gái đi xem tình cảm xứ mướt không? Sau đó đi uống rượu rồi tới. Nè, chị có Jenny có dễ thương không? Nè, thôi đừng ăn nói quá trớn nha. Ê, cần gì phải ngại. Cái con nhỏ khùng khùng đó có lại gì đâu. Nói mà nó nghe là chuyện của nó, có liên quan gì tới tụi mình. Cậu nói khó nghe quá. Nè Quy à, cái này tôi biết. Nè, Jenny chắc cũng biết cậu tiếp cận cổ gì chị cổ rồi. Nè, chị em họ hình như là hơi xa cách. Chắc là cùng cha mà khác ông nội quá ha. Nè hả, mấy cậu ăn nói hơi quá đáng rồi. Không sợ tổn thương người ta sao? Tại cậu hết đó. Sao đổ thừa tôi? Đã vào kèo nói chơi có giới hạn thôi. Khi không lôi ông nội người ta ra mà nói chơi thì ai tình... kêu? Biết tôi hay nói giỡn mà nó toàn tưởng thiệt không à. Con trai gì suốt ngày giận hờn không mà thiệt tình. Còn ở đó xảo biện. Đã vào kèo là nói chơi tôi mà. Cái ông nội người ta ra rồi. À mấy cậu, bữa trước tôi nhờ cậu gom lúa đã khó chưa? Đây nè, bỏ sẵn trong túi chờ cậu lấy thôi. Cảm ơn. Nè, chờ có lương tôi trả cậu. Không cần vội. Tạm biệt nha. Tạm biệt. Nào khuya rồi thằng Thảo cô đi đâu vậy? Dạo này hay đi lắm. Bộ cô ấy đang kẹt tiền lắm hả? Không liên quan tới cậu, nên trịnh xin lỗi thằng Quy đi. Sếp Bân à, sếp ăn sáng chưa? Chưa, giờ cô đi ăn hả? Sếp đừng chê nha. Của ai vậy? Tôi mua hồi sáng, nhưng giờ không muốn ăn nữa. Họ lại ăn rồi. Phòng này ngoài sếp Bân ra, không ai ăn sáng trễ vậy đâu. Nè, anh nói vậy có ý gì chứ? Ý muốn nói tôi nịnh phải không? Để tôi gửi tiền. Cứ để đó đi. Có việc rồi. Có người báo tin phát hiện một cánh tay ở trong bình rác ở Thái Bình. Lập tức xuất phát. Dạ sếp. Thưa sếp, chính là người này đã phát hiện cánh tay. Cảm ơn cậu. Người này vẫn còn trẻ. Là cánh tay trái, chắc là một phần khác còn ở xung quanh đây thôi. Kiểm tra các bịch rác ở xung quanh đây cho tôi. Còn nữa, hỏi thăm xe rác đi hút rác lúc mấy giờ. Mấy cậu theo tôi. Sếp Kiệt, làm phiền anh, giao lại cho anh đó. Thưa sếp, đã tìm ra tất cả 6 khúc. Lại là một tên biến thái. Hắn chặt nạn nhân ra thành nhiều khúc rồi giấu xác. Còn nữa, tất cả đều dùng bao ni lông đen để đựng. Miệng bao hung thủ đi mở. Báo cáo, sáng nay xe rác đi hút rác từ lúc 7 giờ. 7:30 đi khỏi. Còn người quét rác phát hiện cánh tay vào lúc 11:30. Cánh tay nằm xuất hiện ở trong đống rác trong khoảng thời gian từ 7:30 tới 11:30. Thì có phát hiện được túi xách hay là ví tiền của nạn nhân hay không? Chưa nghe báo cáo. Sếp Kiệt. Sao hả?
Tuổi của nạn nhân này khoảng 25, tối đa là 30. Giái tai đã bị hung thủ cắt bỏ. Ngoài ra thì không thấy bị mang thương tích gì hết. Theo phán đoán sơ bộ thì nạn nhân bị giết chết trước đó, sau đó bị chặt thành khúc. Có thể phạm tội giới tính không? Bề ngoài không thể đoán được. Theo kinh nghiệm của anh thì đó xảy ra lúc nào? Sơ bộ thì chưa quá 24 tiếng đồng hồ. Hiện giờ thì tôi chỉ có thể biết được bấy nhiêu đây thôi. Tôi sẽ cố gắng gửi báo cáo cho sếp sớm. Cảm ơn nha. Sao trên đời lại có những kẻ làm ra chuyện không tưởng như vậy chứ? Là ai mà có thể ra tay độc ác tới như vậy được chứ? Kẻ biến thái. Chào sếp. Tới lâu chưa? Lâu rồi. Nạn nhân đã bị hung thủ chặt làm 6 phần: đầu, hai cánh tay, đôi chân và phần mình. Dấu cắt rất là ngọt. Chắc chắn là hung thủ đã dùng dao bén và những vật dụng bén để cắt. Ở cổ phát hiện ra những vết bầm của dấu tay, móng tay tím bầm. Trong mắt có hiện tượng bị đứt gân máu. Trên mặt cũng có hiện tượng bị mất nhiều máu. Có thể nói trước khi nạn nhân bị chặt lìa đã bị hung thủ bóp cổ cho đến khi tắt thở mà chết. Giái tay bị cắt bỏ, dấu cắt ngay ngắn. Hung thủ đã dùng loại dao bén để hành hung. Tên hung thủ này rất tỉ mỉ. Ở từng bộ phận trên cơ thể thì hắn đã dùng loại dao khác nhau. Nhìn cậu bạn này không được khỏe hả? Thế tôi còn thấy không ổn lắm đó. Chỉ là xác chết thôi, so với sửa xe đâu có khác gì. Xem đem thứ khác là thí dụ có được không? Bữa nay tôi phải lái xe đó. Báo cáo sếp, đã lọc hết tên những người đang mất tích, tạm thời chưa phát hiện được gì. Thưa sếp, có một người mang họ Dương nghi ngờ nạn nhân là vợ ổng, tôi đã dẫn ổng tới nhận dạng. Không chứng minh được thân phận của nạn nhân thì mình không thể điều tra được. Mời ông bà vào đây. Dạ. Sếp à, ông bà Trần đi nghi ngờ nạn nhân là con gái của ông bà ấy. Vậy giờ đâu mà ông bà nghi ngờ chứ? Con tôi bị người ta bắt cóc cũng đã mang tiền tới chuột, nhưng vẫn chưa thấy nó về. Hai cậu với ông bà tới phòng để xác nhận đi. Dạ, mời ông bà theo tôi. À nè, bà đừng có khóc, chưa chắc con mình đâu mà. Chắc là con của họ rồi. Nếu đó là thật, tức là án nằm trong án. Chúng tôi đã tiếp xúc với người nhà của nạn nhân, chứng thực nạn nhân là con gái của họ. Nạn nhân tên Trần Tú Xuân, 25 tuổi, mất tích vào chiều hôm kia. Trước giờ mất tích, người nạn nhân gặp sau cùng là người làm ở trong nhà. Ngay đêm hôm đó, bà má của nạn nhân đã nhận được cú điện thoại đòi tiền chuộc là 200 ngàn. Những lời khai của họ tôi đã đọc rất kỹ, tống tiền đòi vẫn không chịu thả người. Sau khi thông tin phát hiện thi thể được đăng trên báo, họ còn không dám tới sở cảnh sát để báo án vì còn sợ bọn tống tiền. Bên pháp y có báo cáo gì mới không? Theo điều tra sơ bộ, nạn nhân tử vong lúc 0 giờ sáng, tức là bọn tống tiền khi đã nhận tiền trong tay rồi chúng mới ra tay giết người. Gia đình nạn nhân có gì đặc biệt không? Gia đình Trần Tú Xuân rất bình thường. Bà má nạn nhân làm nghề buôn bán nhỏ, làm việc xuất nhập khẩu, tạm thời chưa phát hiện điều gì đáng nghi ngờ. Gia đình nạn nhân vẫn chưa hết hoang mang. Liên lạc với bên báo chí truyền thông, yêu cầu đăng tin nhắc nhở người dân đề cao cảnh giác. Thôi, được rồi. Đơn giản vậy thôi sao? Phải. Ồ, đáng để cậu Thi lấy được bằng đó nha. Lo làm việc trước đi. Chuyện gì nữa đây? Không, biết là lâu rồi cậu không có hẹn Jenny đi chơi, tôi muốn biết chút nữa cậu sẽ hẹn ai thôi. Mắc mớ gì cậu? Alo, Jenny hả? Phải, chút nữa cậu có đi đâu không? Có dự định gì không? Đi bác sĩ để tôi chở đi cho. Cũng được, nhớ cẩn thận nha. Xong rồi gọi điện thoại cho tôi ha. Ok, được rồi, bye bye. Cần anh chở đi không? Cổ hình như là bị bệnh. Đã biết người ta bệnh, chắc cũng biết phải làm gì rồi. Ê, chứ. Jenny, nếu mệt tôi chở cô đi bác sĩ nha. Tôi không sao. Tôi cảm thấy thái độ cô dạo này hơi lạ. Có thể cho tôi biết nguyên nhân không? Không liên quan tới anh. Nếu tôi có nói gì sai, cô cứ nói thẳng tôi biết. Không nói ra sao tôi biết được?
hơi được. Xe anh đậu ở đâu vậy? Ở đằng kia. Tôi đã biết từ trước rồi. Về chuyện gì? Thật sự đã xảy ra chuyện gì chứ? Sao cô cứ ấp mở hoài vậy? Có gì thì nói thẳng ra đi được không? Cô nói đi. Cho tôi xuống, làm phiền anh. Jenny. Tôi đã nói là tôi biết rồi. Khi nào cô hết giận rồi hãy nói, tôi đưa cô lên nhà. Thôi khỏi đi, chị tôi chắc chưa về đâu. Liên quan gì cổ chứ? Không cần giấu, đâu phải mới lần đầu. Tôi vẫn chưa hiểu ý cô. Chị tôi nhiều người theo đuổi lắm, anh nên chuẩn bị sẵn tinh thần nha. Cô tưởng tôi muốn theo đuổi chị cô hả? Điều kiện chị tôi tốt vậy, anh theo đuổi cũng đâu có gì lạ đâu. Có nhiều điều kiện là chuyện của cổ. Người tôi thích chính là cô đó. Cô phải tin tưởng tôi chứ. Đối với chị tôi, anh không hề có chút cảm giác nào sao? Chị của cô nhìn rất đẹp, chắc được nhiều người để ý. Nhưng mà trong đó không có tôi. Vì tôi đã để ý cô từ lâu rồi. Cô đừng suy nghĩ lung tung nữa. Hay anh cảm thấy chị tôi có điều không ổn? Tôi không biết, tôi chỉ gặp có một lần. Tức là ý anh nói nếu gặp thêm vài lần sẽ có cảm giác phải không? Cô muốn tôi nói sao thì cô mới tin. Tôi tin rồi. Tin cái gì? Đã lâu không có ai nói những lời này với tôi hết. Bây giờ còn thấy buồn nữa không? Có cần lên nhà không? Tôi muốn đi ăn bột chiên đó. Sao? Có đi không? Nè đừng có con nữa nghe. Khùng rồi hả? Trời vậy còn sáng mà. Đây mới là thời điểm tốt. Mấy em giờ này mới bắt đầu tới đây là mình tha hồ duyệt. Cô đừng có giỡn quá trớn nữa mà. Sợ rồi chứ gì? Thôi được rồi, nếu gặp mặt xem tôi không nói đâu. Nè, tôi nói cho cậu nghe, không phải là tôi sợ. Vậy đi. Xem biết hay không, chuyện này không thành vấn đề. Cậu còn trẻ không nên la cà quán ba nhiều, có hiểu không? Cậu có xem rồi mới nói vậy thôi. Nhưng mà tôi thì không có. Lúc nào tôi cũng thui thủi có mình à, lẻ loi cô độc lắm cậu biết không? Bộ tôi thích tới đây lắm hả? Chỉ muốn tìm người tâm sự thôi, vậy cũng cho là tội hả? Đi. Nè, cậu nói gì cũng mặc kệ, tôi không đi đâu. Một tiếng thôi, trong vòng tiếng thôi. Đi nghe. Thôi, không đi đâu. Không có giỡn nghe. Thôi đi đi. Thôi mà. Không có giỡn mà. Thôi đi. Ê trời, thằng Thông nó còn sớm hơn hai anh em mình nữa kìa. Nè khoan, nói tới việc này, coi thử họ có chỗ nào không ổn không? Hoàn toàn không ổn. Con em làm quen hoài khờ quá đi. Không phải đâu, thái độ của thằng Thông không phải chơi cho vui đâu. Không phải chứ, mặt của nó nghiêm túc lắm. Sao vậy mà cậu cũng thấy? Nè, nói về anh chơi là cậu dạy cho thằng Thông hả? Nếu hai người họ xảy ra chuyện gì thì cậu phải chịu trách nhiệm một phần đó. Được, tôi chịu. Bữa nay tôi chịu mà. Tôi không có đi. Ê, cậu không thích quán này hả? Đừng có chờ nữa, ngày mai nói với nó cũng được mà ha. Ồ được, đi ngủ đi. Đi ngủ thôi. À, Thông ơi, Thông. Đã khuya rồi sao còn chưa ngủ vậy? Trời có ơi, chuyện gì? Tôi lo cho cậu mê chơi không biết đường về đó Thông. Tôi đi ăn cơm với mấy người bạn thôi mà. Nè, vậy hả? Đi ăn chung với ai mà khuya quá vậy? Thì công việc thôi. Trời ơi, nói thiệt đi, dòng gió làm gì nói luôn đi. Cái gì vậy? Nè Thông, nhìn vào mắt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. Có chuyện gì đâu mà cậu cười? Nhìn thẳng vào mắt tôi nè. Chuyện gì? Nè, một khi tới mấy cái chỗ mua vui á, tất nhiên mình phải tốn tiền rồi. Mà khi mình tốn tiền á, thì những cô nàng tiếp rượu sẽ hết lòng phục vụ. Họ sẽ dùng đủ mọi lời ngon ngọt để cậu không quên họ. Ờ, thì là cậu muốn nói chuyện này đó hả? Không à, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi. Mấy cô gái làm việc ở nơi đó tuyệt đối không được tin. Hiểu rồi mà. Nè, tuyệt đối là không được tin. Cậu đừng có nghe lời bọn họ. Đừng có đi chung với cổ nữa Thông à. Trên đời còn biết bao trò vui chứ gì. Cậu đã dính tới chuyện tình cảm làm cái gì? Thông à, chỉ một lần này thôi nha. Cậu phải từ bỏ chuyện đó đi.
Đã nói hiểu rồi, hiểu rồi. Có hiểu thiệt không đó? Cậu nên biết kiểu con gái này, bữa nào nó có thể tốt với cậu là vì cậu có tiền. Mai khi có người còn giàu hơn cậu nữa thì nó sẽ chuyển hướng đeo bám người kia thôi. Đã nói hiểu rồi mà. Nè, cậu hiểu thì tụi tôi yên tâm. Người như cậu không đáng để yêu đâu. Rồi rồi, tôi biết rồi mà. Cậu có biết thật không đó? Biết thật đó, mấy cậu. Thôi, lên lầu ngủ sớm đi. Thôi lên lầu ngủ sớm đi, tôi còn có chuyện muốn bàn với Michael. Đi đi, đi đi. Nè, thiệt tình. Nằm mơ cũng phải nhớ lấy nghe chưa. Sao, có chuyện gì? Chuyện gì nữa mà anh ấy ngủ đi. Báo cáo sếp, cô gái ông bà này mất tích, họ lên đây báo án. Chào sếp. Chào bà Lý. Ông bà phát hiện con ông bà mất tích lúc mấy giờ? Hôm qua lúc 10 giờ sáng nó ra khỏi nhà, nhưng mà không thấy nó về. Mãi tới 8 giờ tối thì có tiếng người đàn ông gọi tới nhà, đòi vợ chồng tôi phải bỏ ra 200 ngàn. Nó dọa không được báo cảnh sát, nếu không sẽ giết con gái tôi. Rồi tiếp sau đó? Hồi sáng vợ chồng tôi tới ngân hàng để rút tiền. Tụi tôi một hai làm đúng theo lời dặn của hắn. 9 giờ sáng chúng tôi đem tiền chuộc tới công viên Hồng Kông để tiền lại đó, sau đó về nhà chờ tin. Có phải ông bà chờ hoài mà hắn ta không liên lạc lại? Dạ phải, vợ chồng tôi sợ quá lật đật lên đây báo tin nè. Chúng tôi không xích mích với ai hết. Con tôi thì còn đi học, sinh hoạt vẫn bình thường. Chủ nhật chúng tôi đi lễ nhà thờ, hôm nào rảnh rỗi thì cùng đi giáo hội, đi làm việc thiện. Chúng tôi ở đó có tâm với ai bao giờ đâu, mà tại sao họ đối xử với con tôi như vậy? Con gái tôi từ nhỏ tới giờ là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành lắm sếp à. Dạ phải đó. Đoàn à, ghi lại biên bản đưa cho ông bà Lý đi. Dạ, mời mà theo tôi. Cảm ơn. Cô thấy sao? So với vụ án cách đây vài hôm, có nhiều điểm rất là giống nhau đó. Hy vọng con của họ không phải trường hợp tương tự. Còn nhớ cô gái đó không? Cô Lý thường vào đây ăn ủi các anh em tội phạm trốn trại đó. Tôi quen Châu Dũng Phát, nếu muốn xin chữ ký ảnh cứ tới tìm tôi nha. Lấy cho tôi những bài đăng vụ án này. Không thành vấn đề, sáng mai tôi đưa. Sếp Kiệt, lại là vụ án chặt xác hả? Để đó tôi. Kiểm tra qua đây cho tôi. Dạ. Khoảng 60 phần. Cô gái mẫn nghi có vụ bắt cóc tống tiền. Trên bàn tay của cổ có một nốt ruồi son, cho nên tôi nghi ngờ xác chết đây là của cổ. Có liên quan vụ trước rồi. Tôi nghĩ hung thủ hoàn toàn không biết về tình hình nơi này. Nói cụ thể hơn đi. Ở phía trước có con kênh nhỏ, nếu hắn quăng từng phần xác nạn nhân xuống đó, dòng nước ở đây chảy rất xiết, sẽ cuốn ra sông lớn, rất khó để chúng ta phát hiện. Trừ phi là hắn không biết, chứ cách có mấy bước chân không thể nói hắn lười. Hay hắn cố tình làm vậy để ta phát hiện ra nạn nhân. Sếp Kiệt. Thế nào? Cách thức hành hung của người này á, so với nạn nhân của vụ lần trước tương đối giống nhau. Trên cổ của nạn nhân có dấu vết bị bầm tím, 100% là do hung thủ dùng dây xiết cổ, sau đó mới chặt thành từng phần một. Điều đáng chú ý là giấy tay nạn nhân này cũng bị cắt liền. Sáng ngày mai tôi sẽ gửi bản báo cáo lên cho sếp. Cảm ơn anh. Làm xong rồi hả? Làm gì lạ vậy? Em đã buồn chưa? Cứ làm việc tiếp đi mà kệ em. Làm việc gì nói nữa, anh đói lắm rồi. Em có nghe đột rồi hay không? Bộ có hả? Qua đây, qua đây. Em tới đây là muốn ngắm anh trong lúc làm việc mà. Được mà, ngắm đi. Thông, có phần báo cáo. Xin chào, đã lâu không gặp. Để quên cái gì phải quay lại vậy hả? Em ra ngoài nha, hai người tự nhiên. Được rồi.
Nè, chuyện gì nữa đây hả? Sao cổ có mặt ở đây? Sao cổ lại không có mặt ở đây được chứ? Đừng có đánh trống lảng. Tài liệu ở đây nè, tự mình tìm lấy đi. Đã lâu chưa? Hết giờ làm việc rồi thì đi thôi. Sao? Nè, đi đâu vậy? Có gì nói đi. Đừng làm phiền tôi nữa mà, đừng có nói nhiều, tôi đi nha. Tạm biệt. Tôi rất cảm ơn các cậu đã lo cho tôi. Nhưng mà Daisy không phải loại người giống như các cậu đã nghĩ đâu. Mấy cậu có biết không, Daisy từng là sinh viên đại học đó. Sở trường của cổ là chơi violon. Có năng khiếu âm nhạc lắm, đáng lẽ thi vào nhạc viện quốc gia rồi. Chưa hết, cổ còn biết vẽ tranh sơn dầu. Tôi đã coi tác phẩm của cổ rồi. Rất là nghệ thuật, có chiều sâu nữa. Bao nhiêu đô? Cái gì bao nhiêu đô? Mỗi lần cổ ra phố với cậu là bao nhiêu đô? Sao cậu có thể dùng tiền đánh giá cổ được chứ? Tình cho không thì lại càng chết sớm. Cậu đừng có mà mừng. Cậu càng ngày càng khó hiểu đó. Thì chuyện tất nhiên, bao nhiêu chất xám cậu đổ hết vào người phụ nữ đó, còn gì đâu mà hiểu lời bạn bè. Cậu muốn tôi nói sao thì cậu mới hiểu đây chứ, ông Thận. Thật tình tôi thấy hối hận quá. Nếu tôi không dẫn cậu tới đó thì giờ đâu đến nổi. Thôi, cậu tự lo đi ha. Ngủ ngon. Không à, tụi ai cũng lo cho cậu nên mới như vậy. Những cô gái quán bar đó không phải là hạng vừa đâu, là bạn bè với nhau nên mới nhắc nhở cậu thôi. Cậu không nghe đành chịu vậy. Nè Thông à, cậu hiểu cho tụi đó đi. Tụi đó cũng chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, cậu đừng có giận mà. Những kiểu phụ nữ này cậu không đoán biết được họ nghĩ gì đâu. Tôi đồng ý là cậu đối xử với cậu rất tốt, nhưng mà khi bạn cậu biết cậu là một luật sư, cậu nghĩ đi, họ sẽ nghĩ như thế nào đây hả? Anh nói luôn đi. Tôi nói không khéo, nhưng nãy giờ họ nói hết rồi. Cậu tự lo liệu đi hả? Sao không thấy ai vậy? Họ lề mề lắm đó. Chứ giờ tụi mình làm gì đây? Tụi mình cứ đứng ở đây vừa hóng gió vừa chờ họ thôi. Ê Xuân hả? Đúng giờ quá ha, hiếm có ghê. Sao mấy người phải đi theo tôi? Sao không để cho tôi yên vậy? Tại sao vậy? Là chuyện gì nữa vậy? Tại sao vậy? Tôi có làm gì mấy người buồn? Tại sao không để cho tôi yên vậy? Thôi mình đi. Ê, ê Lê Minh, tao bắt chước có giống không? Dẫn chơi phải có mức độ chứ. Khi nào rảnh anh sẽ đi diễn lại tôi coi được không? Nếu như thực sự thích, tôi sẽ diễn lại cho anh coi. Thôi cô đừng diễn, bây giờ cô là của Raymond rồi, sao diễn đạt được như trước? Tôi đi 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 đi. Trời, tới đủ rồi hả? Đủ rồi hả? Đi, như vậy mới đủ nè. Nè nè nè. Vậy mới đủ chứ. Cát thiếu em yêu, còn Stephen thiếu một trai đẹp. Hả? Tôi đang định mời anh làm tình hờ đó. Ồ, tôi cũng rất là thích anh đó. Hãy về đội của tôi đi. Hả? Tôi chọn cậu. Lên tàu thôi. Được, được đi thôi. À, ôi trời, nguy rồi, mắt tôi lại giật nữa rồi. Nhìn qua xung quanh có gì kỳ cục không? Đâu có. Hả? À, hay là thôi đi, chưa gì đã thấy không tốt rồi, tôi về văn phòng đi. Thôi mấy cậu đi đi. Hả? Đi đi. Ê, nè 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 nè, Xuân Xuân Xuân. Nè, dù xấu dù tốt cũng phải đi chứ. Nè, thôi lên. Còn nói có phải không? Trời, sao dở vậy? Còn trẻ mà thì cũng bị say sóng nữa. Mắt vẫn còn giật hả? À, phải á, còn giật mạnh hơn nữa nè. À, đưa mắt lại cho tôi coi. Không có gì đâu. Hạn chế nhìn người đẹp đi. Cũng đừng có nghĩ chuyện lung tung, sẽ ổn thôi, không sao, không sao. Cậu có tin người yêu cậu sẽ bỏ cậu không? Người gì đâu mà không biết thưởng thức nét đẹp phụ nữ gì hết à? Thiệt tình, giỏi nói mày không à. Mặc kệ đi, coi như tập thể dục mắt. Em nè. Cảm ơn. Raymond, phần của em đâu? Nhường danh trước nè. Không chịu đâu, phải chính tay Raymond đút cho em ăn thôi. Nhảy xuống sông chết đi cho rồi, mình lên bông tàu không chó. Raymond, anh phụ em phải không? Hà bá, chuyện gì? Có để ý nãy giờ hai người vắng mặt không? Là anh Bưng với chị dâu. Là Kate với Sam. Cậu lại muốn sanh sự đúng không? Cậu không nghĩ là họ đang hẹn hò nhau hả? Trời ơi, cặp sừng đang lú lên kìa. Cậu tự lo cho mình trước đi, trái xấu phải xấu. Coi chừng cậu có cặp sừng màu áo đó. Ây da, ây da, 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 da. Người. À, anh Xuân, có chuyện gì mà mấy cậu tìm mua vậy? Thì giống lúc cậu bị Sam đá đó thôi.
xem. Gì anh? Nước nè. À, cảm ơn. Uống nước đi kết. Anh để đó giùm tôi. Có gì đâu. À, xem mà. Ừ? Có cần anh phụ một tay không? Thôi khỏi, đã có kết bôi giùm em rồi, em thấy tự nhiên hơn. Nè cô kết à, tôi định xuống dưới tắm, hay là cô thoa giùm tôi luôn? Tôi không quen phục vụ đàn ông đâu. Chuyện gì cũng phải có lần đầu chứ. Được rồi, chắc đủ rồi đó, không làm phiền hai người nữa. Nè, Kết đi đâu vậy? Đi xuống dưới kiếm đồ ăn. Mình cùng đi ha. Xem. Thôi khỏi, bạn ở đây với ảnh đi. Thôi mà, đã hẹn Kết cùng đi chơi không lại để bạn một mình sao? Ảnh tự biết lo cho mình mà. Xem. Xem. Sao, có cần tôi giúp gì không? À, tôi khỏi, công việc đành cứ để cho tôi. Đừng coi tôi là phụ nữ mà. Kết nhìn dễ thương như vậy, làm sao coi không phải phụ nữ được. Xong. Được rồi, uống không? Cô cứ để tôi tự nhiên. Vậy tôi ra ngoài trước. Nè, Kết đâu rồi? Bộ cổ không thích đàn ông thật sao? Đừng vì vậy mà đánh mất sự tự tin chứ. Anh có quen với một người bạn khoa tâm lý học, chắc có thể giúp được cổ. Mỗi người có một cá tính khác nhau mà, làm gì tới mức kêu người ta bị bệnh tâm lý. Nhưng mà có nhiều trường hợp đồng tính là do tâm lý mà ra, thử có mất gì đâu. Không ngờ đối với đồng tính anh cũng có thành kiến. Không có, anh cảm thấy nếu có thể giúp được Kết trở thành một cô gái bình thường cũng là một việc làm tốt. Vậy mà dám nói là không có thành kiến. Bây giờ Kết có điều gì không ổn? Nếu cổ cũng bị đồng tính thì anh nghĩ cổ sẽ có nhiều người theo đuổi. Biết đâu sau này có người làm thay đổi được thì sao? Nè, có thấy bạn ở đâu không? Không. À kìa, đứng ngoài đó kìa. À, thấy rồi, cảm ơn. Cậu có sao không vậy? Thấy chóng mặt chút xíu. Chắc là nhảy xuống tắm sẽ hết thôi. Khùng quá, thấy chóng mặt mà còn xuống dưới tắm. Ngại gì mà kỳ cục quá. Mắt thì giật, đầu thì choáng váng. Tắm xong rồi lên bồn tập phơi nắng coi có đỡ hơn không. Đã lâu cậu không có bơi, nhảy xuống dưới đó có sao không đây? Cậu nói gì kỳ cục vậy? Tôi bơi mấy chục năm rồi không lẽ đuối nước? Nhìn bộ đồ tắm của tôi là biết dân kiện tướng rồi nè. Thôi đi bơi thôi. Thế còn giống cử tạ hơn là kiện tướng bơi lội đó nha. Cử tạ mà có thân hình vậy hả? Tắm rồi. Nè, nó giỏi, cậu bơi kiểu bướm đi. Nước ở đây mát lắm, xuống đây tắm chung đi. Nước mát như nước đá vậy đó. Anh có biết bơi không? Em đừng có lo, anh mập như cái phao làm sao mà chịu được. Chừng bị cá mập cắn đó. Wahoo Ben! Wahoo Ben! Wahoo Ben! Wahoo! Tôi bị vào bẻ rồi. Tôi bị vào. Trời, anh Ben bơi kiểu gì vậy? Chắc là anh giả bộ dẫn chơi thôi mà. Tôi. Tôi thấy Ben hình như không ổn đó. Chắc bị giật bẻ rồi. Giật bẻ. Giật bẻ rồi. Chết thiệt rồi. Ben bị giật bẻ thiệt rồi. Bỏ xuống đi. Làm không sợ đâu. Đừng có lo của tụi em mà. Ý hả? Chị coi kìa, có người chết đuối đó. Qua bển coi coi có chuyện gì vậy. Có chuyện gì vậy? Anh bị ngộp nước đó. Tôi là bác sĩ để tôi coi cho. Anh cũng là bác đi. Anh Dương. Phâu phâu trầm trầm lưỡi thai tô lâu quá dài. Cực như này châu cầm sẽ suy duyên phán. 曾是我心爱情人，糊糊涂涂，泪也许合后必分，令我跌进黑暗，如临活日般被困。计算内这样是情缘，是没可。